Và ngay bây giờ tôi xin trân trọng kính mời ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương lên phát biểu khai mạc hội thảo ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời Thứ trưởng. Kính thưa ông Augusto Morelli, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Peru tại Việt Nam. Kính thưa các đại sứ Nguyễn Thị Hồi, đại sứ Luận Thùy Dương. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, các vị khách quý Việt Nam và quốc tế. Thay mặt Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các quý vị đại diện cho các đoàn ngoại giao ở khu vực châu Mỹ, đại diện các bộ, ban ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan, thông tấn, báo chí đã đến tham dự hội thảo CPTPP, cơ hội mở rộng thị trường châu Mỹ cho hàng xuất khẩu Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức ngày hôm nay. Và tôi cũng đánh giá rất cao là sự tham dự ở tại các đầu cầu mà ở rất nhiều các khu vực ở trên địa bàn trên thế giới như các quý vị cũng đã được nghe giới thiệu. Thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, những năm qua là một trong những nguyên nhân để giúp cho Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế là nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia ký kết các hiệp định thương mại tự do với những cam kết sâu rộng, toàn diện, mang tới nhiều cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước nói chung cũng như là cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu nói riêng. Như các quý vị đã biết, hiệp định CPTPP chính thức được phê chuẩn vào 30 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, được coi là bước ngoặt quan trọng tạo ra xung lực để thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và các nước đối tác nói chung và các nước châu Mỹ nói riêng. Trong số 11 quốc gia là thành viên tham gia CPTPP thì có 4 nước thuộc khu vực châu Mỹ là Canada, Mexico, Chile và Peru. Và trong số này thì Canada, Mexico và Peru là 3 nước mà lần đầu tiên Việt Nam có cái FTA. Đây cũng là những quốc gia là có cam kết cắt giảm tỷ lệ thuế quan rất cao đối với hàng hóa Việt Nam ngay khi hiệp định CPTPP có hiệu lực. Chúng ta cũng đã biết là có thể kể đến như là Chile thì đến 95%, Canada là 94,9% và Peru 81% và Mexico là 77%. Như vậy chúng ta cũng thấy là đây là một cái cơ hội rất là lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nếu chúng ta biết tận dụng những cơ hội đó. Năm 2020 vừa qua thì trong bối cảnh cả thế giới đang trải qua một năm đặc biệt với nhiều biến động và thậm chí là những cái suy thoái, dịch bệnh COVID-19 thì gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn cầu. Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sang khu vực châu Mỹ vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ, trở thành điểm sáng trong trao đổi thương mại của Việt Nam với các nước, các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cụ thể là tổng kim ngạch thương mại Việt Nam với châu Mỹ thì đạt gần 111,5 tỷ đô la Mỹ. Và chiếm tỷ trọng và như vậy là tăng 16% so với năm 2019. Trong đó thì xuất khẩu là đạt 89,7 tỷ đô la Mỹ và tăng 21,7% và chiếm tỷ trọng 31,7% trong tổng cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đáng chú ý là xuất khẩu sang hai nước Canada và Mexico tiếp tục có mức tăng trưởng dẫn đầu trong khối thị trường CPTPP. Và như vậy là đạt 44 tỷ đô la Mỹ tại thị trường Canada và 3,17 tỷ đô la Mỹ tại thị trường Mexico. Và như vậy là tăng đến 12% và cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng xuất khẩu chung là 7% mà như chúng ta cũng đã biết trong năm 2020. Và những cái con số này là khẳng định là CPTPP đã mở rộng đường cho hàng Việt sang châu Mỹ vốn rất mới mẻ và rất nhiều tiềm năng, tuy nhiên cũng còn rất nhiều những cái trở ngại khó khăn. Bốn quốc gia châu Mỹ thành viên của CPTPP gồm Canada, Mexico, Chile và Peru đều là những thành viên của những khối thương mại
FTA và Liên minh thuế quan có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Việt Nam có thể xem xét thông qua việc xuất khẩu và đầu tư sản xuất tại các nước nêu trên để mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sang khu vực thị trường hơn 1 tỷ dân của Bắc Mỹ cũng như là Nam Mỹ. Thưa toàn thể các quý vị đại biểu, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác trong CPTPP và đặc biệt là khu vực châu Mỹ vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong hợp tác kinh doanh như là khoảng cách địa lý xa xôi. Hiện nay thì chưa có nhiều tuyến vận tải hàng hóa và hành khách, đặc biệt là chưa có tuyến vận tải hàng hóa và hành khách trực tiếp. Sự khác biệt về ngôn ngữ và việc thiếu thông tin cập nhật cả về tiếp cận thị trường cũng như là thói quen người tiêu dùng và kể cả các sản phẩm có thể tiếp cận. Để có thể hưởng thuế ưu đãi xuất khẩu sang thị trường CPTPP, doanh nghiệp hiện nay ở tại Việt Nam ấy vẫn đang gặp nhiều khó khăn như vấn đề đáp ứng tiêu chuẩn về xuất xứ, vấn đề chất lượng, việc đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường. Đặc biệt, sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến nay đã tác động mạnh đến kinh tế xã hội của Việt Nam và các nước châu Mỹ cũng như là trên phạm vi toàn cầu. Mặc dù Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh, chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục ban hành các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần để phát triển kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh mà cái dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hãy còn rất là phức tạp và khó lường. Chính phủ và Bộ Công Thương, hệ thống thương vụ Việt Nam tại các nước châu Mỹ sẽ nỗ lực để hỗ trợ các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về thông tin thị trường, làm cầu nối với các đối tác nước ngoài, hỗ trợ sản xuất, rồi là kinh doanh để giải quyết khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thâm nhập thị trường và kinh doanh đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Hội thảo ngày hôm nay được tổ chức vào thời điểm thích hợp để nhìn lại chặng đường 2 năm thực thi Hiệp định CPTPP, đồng thời đưa ra những phân tích, nhận định giải pháp để giúp định hướng cho các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam có nhiều chiến lược tiếp cận thị trường châu Mỹ bài bản và thuận lợi hơn. Tôi cũng rất hy vọng là hội thảo này sẽ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt thông tin kịp thời để có những kế hoạch kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp, đạt được những hiệu quả như là mong muốn. Thay mặt Bộ Công Thương, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới các quý vị đại sứ, đại diện cho đoàn ngoại giao, cũng như đại diện các bộ, ban ngành địa phương, các chuyên gia, các hiệp hội, các doanh nghiệp, đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông cũng đã tham dự cái cuộc hội thảo này và mong các quý vị sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò quan trọng của mình để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam với các nước thành viên CPTPP và khu vực châu Mỹ. Xin chúc hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp và xin chúc tất cả các quý vị đại biểu, các vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.